Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco và 14 Hồng Y mới đến chào thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Chiều 28 tháng 6 vừa qua, sau công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco và các tân Hồng Y đã lên xe đi đến đan viện Mater Ecclesi, mẹ giáo hội, để chào thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tại nhà nguyện của đan viện, từng tân hồng y một đã đến chào đức nguyên giáo hoàng benedicto mười sáu sau đó mọi người cùng nhau đọc kinh kính mừng sau lời chào ngắn và phép lành của đức nguyên giáo hoàng benedicto mười sáu mười bốn tân hồng y trở về đại thính đường phao lô sáu và dinh tông tòa để tiếp các tín hữu và khách đến chúc mừng